Ok, một lần nữa thì cho anh Nhiên mến chào lại tất cả các anh chị em mới vô trong nha Thì cũng giống như nãy giờ anh Nhiên chia sẻ đó Và anh Nhiên đã chia sẻ rất rất là nhiều Hết hồi hộp lại vì hậu <laughs> Yến Ly, các, các anh chị em đừng có chọc em trai đó tội nghiệp Thì đúng rồi đó Tây Nguyên bởi vậy an nhiên mới nói 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 hoài cái live stream nào của an nhiên an nhiên cũng nói đến khi mà an nhiên an nhiên nhiều khi an nhiên thấy ồ mình có nói hoài không biết có bị nhàm hay không nhưng mà nếu như mình không nhắc đi nhắc lại á thì sợ những người mới vô người ta nghe người ta không có nghe và người ta người ta có những cái người ta chưa có hiểu hết người ta chưa có biết hết cho nên an nhiên luôn luôn nhắc nhở là như vậy luôn luôn nói lập tới lập lui là như vậy qua bên mỹ quý vị giống như một đứa trẻ mới sanh ra đó là có là phải phải học lại đủ thứ học học tiếng của người ta nè rồi á học cách hòa nhập vô uh, cộng đồng nè rồi học luật nè đúng không và học cách đối nhân tự xử thế nè đúng không mình phải học rất là nhiều thứ cho đến tận bây giờ an nhiên vẫn chưa thuộc hết tất cả mọi thứ ở bên này đâu an nhiên còn phải học học từ người mỹ rất là nhiều học cách biết im lặng học cách biết khi nào mình nói khi nào mình không nên nói đúng không học cách biết nhường nhịn tại vì khi xảy ra bất cứ vấn đề gì các vị mà không có chịu kiềm chế bản thân mình á thì mình sẽ đem tự đem cái chuốc họa vào thân anh nhiên ví dụ như quý vị đi ra đường đó quý ví dụ như mình mình va chạm với lại một người mỹ đi mà mỹ nó có tánh khùng lắm các anh chị mà nó có sẵn súng trong tay nữa mà mình mà đặt dở cái thói là tự do ngôn luận ra với nó đó là nó lấy súng nó bắn mình chết liền mà mình chết rồi thì mình đấu tranh cho ai nữa mình có chết rồi thì mất quá cộng đồng việt nam chỉ uh, chia sẻ ừ cái người việt nam đó chết như dạy vậy, như vậy, bây giờ quyên góp thế là vào tay của những cái kẻ mà xấu tiếp tục thấy chưa vậy thì mình cần phải học cách kiềm chế học cách buông bỏ học cái chữ nhẫn học chữ nhịn mình học nhiều thứ lắm các anh chị nhẫn là sao phải có cái sự kiên nhẫn nhịn là sao là phải biết nhường nhịn phải 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 tự biết ừ tự biến cái cái đúng của mình thành cái sai đối với người khác mình đúng nhưng mà mình cũng phải nói xin lỗi là tại sao tại vì mình phải có cái sự hài hòa với họ đó tuy là mình đúng nhưng mà mình cũng xin lỗi họ biết hai từ sorry là xin lỗi I am sorry, I'm sorry Nói vậy đó Rồi xong cười Trong lòng bực tức lắm Cũng phải cũng phải nở môi cười với họ Đáng chi để lấy cái sự thân thiện Để họ khỏi làm tổn hại tới bản thân của mình Để mình giữ lại cái tánh mạng của mình Cho mẹ, cho cha mình Qua Mỹ học nhiều lắm các anh chị em không biết được là An Nhiên phải học rất rất là nhiều Và An Nhiên phải phải tự thay đổi bản thân của mình rất nhiều phải tự kiềm chế phải tự dạy bản thân của mình im lặng phải tự dạy bản thân của mình biến cái đúng của mình thành cái sai để mình biết xin lỗi người ta để người ta đừng làm tổn thương đến mình đừng làm tổn hại đến mình nếu như các anh chị em không làm được điều đó các anh chị em sẽ không thể nào mà tồn tại tại nơi cái xứ lộn xộn này được các anh chị em cứ ngẫm nghĩ lời an nhiên nói đi không có bị mất mát gì đâu bảo đảm không bị mất mát gì hết mà là đó là một trong những cái gọi là cẩm nang bỏ túi trong cái tương lai sau này trong cái cuộc sống sau này nếu như các anh chị em có cơ hội đi qua nước ngoài mình sẽ lật lại cái cẩm nang mà an nhiên chia sẻ đó để mà mình phòng thân mình bảo vệ bản thân của mình Đó. cho nên á, những người mà ở Việt Nam đấu tranh nhân quyền á, họ không hiểu họ họ nghe tụi bên này nói là qua Mỹ cái gì cũng được muốn chửi cảnh sát thì chửi muốn chửi uh, tổng thống thì chửi qua bên này chửi bậy chửi bạ ăn bậy nói bạ người Mỹ á, sẽ dạy cho họ cái chính người Mỹ sẽ dạy cho họ trước bằng cách nào có khi tước luôn cả tánh mạng của mình trước rồi giống như giống như cái 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 ông nào đó ở ở bên úc đó cũng ngông nghênh kêu bên úc là xứ tự do rồi có được tự do ngôn luận tự do nhân quyền cho nên cái ông này á ổng vô trong cái nhà hàng của úc ổng ngồi ổng ăn thì có một người già người úc nữa vô tình va chạm với ông ta và ông ta chửi cái bà ta xối xả hết trơn hết á À, mày là cái 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 người này người kia sĩ vã cái người người đàn bà út đó người đó cũng lớn tuổi rồi đó thế là khi ông ta trả tiền xong ông ta từ nhà hàng bước ra thì bị một cái đùng một viên đạn ở đâu đó bắn xong xuôi xong xuôi rồi á là à, cái người mà bắn ông ta đi mất tiêu đến bây giờ vẫn chưa tìm ra luôn đó thế là chết tại nơi xứ úc đó là không có chịu bỏ đi cái thói không hiểu không hiểu luật không chịu tìm hiểu cái gì của xã hội của cuộc sống không biết cái chữ nhẫn chữ nhịn nó tự ngạo trịch thượng cho nên qua bên này sẽ bị những cái điều quả báo đó tự mình hại mình Tây Nguyên xin lên hả? Sang Nhiên không thấy gửi uh, gửi request với hết vậy. Ok lên đi à, để An Nhiên bỏ lên nè. An Nhiên không thấy thấy Tây Nguyên gửi rồi bây giờ mới thấy đây. À, um... An Nhiên đã từng chia sẻ với lại các anh chị em là tự do ngôn luận và tự do nhân quyền ở bên Mỹ đó chỉ là một cái lý thuyết. Nhưng thực tế muốn thực hành những cái điều đó thì nó không có giống như vậy. Nó đều phải nằm chung, nằm coi như là gói gọn trong cái, cái, cái cộng đồng chống cộng ở bên này. Nói chung là giống như một cái câu là thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết là như vậy đó. Có nghĩa là nếu như mình mà không có chịu uh, làm theo ý của họ thì họ sẽ chống phá chúng ta bất chấp và họ có có nhiều có nhiều khi họ còn hại chúng ta trở thành một cái uh, uh, hại chúng ta vào cái con đường mà tù tội nữa kìa. Nó họ bất chấp những cái điều đó, họ có thể ác đến mức mà không thể nào mà ác hơn được nữa. Đó là như vậy. Nếu anh Nhiên chia sẻ với lại các anh chị em nhiều lần đó là anh Nhiên có một người bạn đó người bạn đó là chủ một cái tiệm nail luôn rồi cũng vô tình cũng ngồi nói chuyện và cũng bên đất nước Việt Nam mình thì họ họ ngồi nói chuyện trong một cái cộng đồng vậy đó thì chung vậy đó ngồi nói thì kêu là ở về Việt Nam sao thì nó cũng nói nó kêu ở Việt Nam yên bình ăn đồ ăn cũng đồ ăn đâu có bị nhiễm độc gì đâu nó tới nó lui tranh cãi nó tới tranh cãi lui cái là cái người bạn của an nhiên mới nghe họ chờ họ nói là cộng sản ác này cộng sản ác kia thì người bạn của an nhiên mới nói không tôi về việt nam tôi thấy là ở chế độ việt nam họ họ rất là bình thường và họ không giống như các mấy người nói thế là chỉ có vài câu binh thôi và bị chửi bạn của an nhiên bị chửi và sau đó thì bạn của an nhiên đã bị cái nhóm người chống phá bên này thuê một một nhóm khác chùm bao bố người bạn của an nhiên và đưa lên trên núi đánh gãy sống mũi quý vị thấy không tình đồng bào ở đâu đó tình đồng bào ở đâu nữa quý vị cho nên là an nhiên nói là ở bên này á nếu như mà không thuận theo họ thì mình sẽ nhận lấy những cái hậu quả mà tan nát cả cái tương lai của mình họ phá cho mình không có được cái cái kinh tế luôn kìa cái gì mới nói là cái sự tàn ác của họ họ vẫn còn thủ ác giống như cha ông của họ ngày xưa vậy đó nó cha ông của họ đã cặn cổng rắn cắn gầy nhà và gây ra bao nhiêu tội ác cho đồng bào việt nam mình nhưng mà bản thân của cha ông họ vẫn không thấy được cái tội lỗi đó nữa. cho nên là an nhiên luôn luôn nhắc nhở các anh chị em ở cái điểm là tự do ngôn luận và tự do nhân quyền ở mỹ đó chỉ là một cái lý thuyết nhớ giùm nhẹ an nhiên nha đó chỉ là lý thuyết chết thực tế thực tiễn không có giống như vậy chúng ta muốn gì chúng ta muốn nói gì đều phải nằm trong cái khuôn khổ của pháp luật, vuốt mặt phải nở mũi, sống tại nước của họ, mình làm gì mình cũng phải biết nở nang người của họ. Đó, đó là một trong những cái mà anh nhiên luôn nhắc nhở các anh chị em khi đi qua nước ngoài chúng ta đừng dùng cái tự do ngôn luận thoái hóa mà chúng ta sẽ bị, đó, đôi khi bị thiệt hại tới tính mạng của mình. Cái sự ngông cuồng ngông nghênh của một con người sẽ rất là phản cảm trước cộng đồng của người ta. Bây giờ anh Nhiên chỉ ví dụ thôi, ví dụ một người Trung Quốc nào đó đi qua bên Việt Nam mình mà ngông nghênh đánh một người dân Việt Nam mình cái kiểu đó đi hoặc là chửi sĩ vả một người dân Việt Nam mình thì chúng ta nhìn thấy cái cảnh đó chúng ta sẽ xử lý như thế nào quý vị? đương nhiên là chúng ta sẽ bên người dân Việt Nam mình rồi nói ôi cái thằng này thằng ba tàu này này nọ khách kia bố láo bố lếu bố đời qua bên nước người ta bố đời này nọ hả thì những người mà có muốn mặt người ta cũng sẽ dùng những cái những cái mà gọi là giang hồ để mà người ta động người ta bảo vệ người dân của của mình thôi thì giống y như vậy khi các bạn đi ra nước ngoài các bạn sĩ vã người dân của người ta thì những người xung quanh người ta nhìn thấy phản cảm và người ta sẽ xử lý các bạn giống y như vậy đúng không cho nên chúng ta phải học chữ nhẫn chữ nhịn chúng ta phải học rất là nhiều thứ trong cuộc sống của chúng ta chúng ta học uh, chữ buông chữ bỏ chúng ta học cách hòa nhập chúng ta học cách hồi nãy như nói rồi chúng ta học cách tự nhận cái đúng thành cái sai để mà chi không phải đó là nhục không phải nhịn là nhục mà là nhịn để mọi thứ lục đục nó trôi đi đúng không các anh chị em nhịn để cho mình giữ được bản thân của mình được bình an nhịn để mình giữ gìn cái tấm thân của mình cho mẹ cho cha mình cho đất nước cho những điều cao cả cho những người thân yêu của chúng ta chứ không phải nhịn là nhục đúng không các anh chị em mình nhịn để mà mọi thứ được bình yên để mà tình người được ôn hòa để mà người ta cảm thấy tự thấy cái lỗi của người ta mà người ta tự xin lỗi ngược lại mình chứ không phải là mình yếu thế hay là không phải là mình không biết đáp trả nhưng mà đáp trả như vậy mình sẽ được cái gì chúng ta hãy đặt câu hỏi sau khi chúng ta sống tại khi chúng ta sống tại đất nước quê đất khách quê người chúng ta hộ báo cáo trồn cuối cùng chúng ta được cái gì không được gì cả mà là tổn hại tới thịt da của mẹ cha mình cho mình đó nên qua bên mỹ phải học rất là nhiều không sống không giống như ở nhà với mẹ đâu các anh chị em ở nhà với mẹ ít ra còn cái sự đồng đùm bọc của lối xóm bà con của tình làng nghĩa sớm của đồng bào dân tộc. Nhưng mà ở xứ lạ qua người phải nhớ những cái điều đó. đó. Anh nhiên mong là những cái lời chia sẻ của an Nghiên sẽ hữu ích cho tất cả các anh chị em cô chú ở Việt Nam chưa em hiểu gì về xã hội Mỹ sẽ là một trong những cái hành trang cho các em thanh niên thế hệ trẻ để mình biết được chọn lựa cái con đường tương lai của mình không bị mai một bởi những kẻ sâu bọ trong xã hội của những kẻ mà vẽ thiên đường ảo bánh vẽ ảo cho chúng ta để các em định hướng được tương lai của các em để các em lánh xa được những cái sự mà dối trá của những kẻ chống phá đất nước Việt Nam mình để các em phân biệt được kẻ nào là kẻ đã quấy nhiễu xã hội Việt Nam mình để các em thấy được cái trắng cái đen cái đúng cái sai à, các em tránh xa như vậy để các em tốt cho tương lai của các em đó chị an nhiên chỉ mong cái điều đó và những cái lời tâm tư của An Nhiên luôn luôn nhấn mạnh gửi đến tất cả các em thanh niên thế hệ trẻ là bởi vì các em là những người trong tương lai có thể nối gót cha ông của mình để mà thực hiện những cái hoài bảo mà cha ông của mình ngày xưa không làm được. Các em có thể đưa đất nước đi lên phát triển với lại năm châu trên thế giới bác đã từng nói là uh, bác đã từng nói cái câu có gì ta là giống như là uh, uh, tương lai của đất nước Việt Nam mình có được phồn vinh hay không có được sánh vai với lại các nước năm châu trên thế giới hay không đó là nhờ công học tập của các em đó đó là cái tâm tư nguyện vọng cái 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 hoài bão của an nhiên khi tham gia mạng xã hội là như vậy bởi vì An Nhiên thấy các em thanh niên thế hệ trẻ của chúng ta còn non nớt nên dễ bị giấc mũi. Nên chị An Nhiên mong là những cái lời chia sẻ này sẽ gửi đến các em những cái điều bổ ích trong cái cuộc sống của mình. Hãy lúc nào cũng tự hào mình là người Việt Nam. Đó, mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Quê hương chỉ của mình chỉ hai tiếng Việt Nam thôi nha các anh chị em đó các em thanh niên thế hệ trẻ quê hương của mình chỉ hai tiếng việt nam đó nhớ giùm chị an nhiên và chị an nhiên năm nay đã sống hơn nửa đời người tại nơi xứ mỹ nhưng trong lòng an nhiên lúc nào cũng chỉ biết quê hương của mình hai tiếng việt nam đó an nhiên cảm ơn tất cả các anh chị em nha à, một lần nữa thì chúc tất cả các anh chị em năm mới bình an an khang hạnh phúc và mọi việc đều thuận lợi trong cuộc sống. À, xin chào tạm biệt tất cả các anh chị em và anh Diên sẽ chia sẻ những cái điều thú vị của nước Mỹ, những cái tiêu cực tích cực của xã hội Mỹ à, trong những cái live stream à, tiếp theo. À, chào tạm biệt các anh chị em, chúc một ngày làm việc vui vẻ nha. Bye bye cả nhà.